Và bây giờ là hướng dẫn sử dụng cân điện tử Tanita KD160 anh chị ha. Chúng ta đặt cái cân trên mặt bàn ổn định nè, tắt hết quạt gió xung quanh, sau đó chúng ta bấm on để khởi động. Trong thời gian mà cân khởi động thì mình không được chạm cái vào cái đĩa cân hay cái tô anh chị ha. Sau đó cân trở về zero như thế này thì chúng ta cân hàng hóa thôi. Ví dụ chúng ta cân cái cuộn băng keo này thì cân hiển thị con số là 196 gram. Vậy chúng ta ghi nhận là trọng lượng của cái cuộn băng keo này 196 gram. Nếu trong hoàn cảnh mà chúng ta khởi động cân mà chúng ta quên bỏ cái tô lên, ví dụ chúng ta khởi động cân như thế này và cân trở về zero, rồi sau đó chúng ta bỏ cái tô lên, lúc đó là hiển thị trọng lượng của cái tô 104 gram. Mình muốn cân trở về zero thì chúng ta chỉ bấm phím on hoặc phím ta ra một lần nữa là cân trở về zero. Lúc đó chúng ta bỏ hàng hóa lên thì nó cũng hiển thị 196 gram. Rồi cũng như nhau anh chị ha. Ví dụ trong một hoàn cảnh nào đó mà chúng ta cân hàng hóa, chúng ta không cần đến cái tô, chúng ta muốn cân trực tiếp này đi cân có được hay không? Dạ được hết anh chị ha. Chúng ta lại tiếp tục bấm trở về zero, rồi chúng ta bỏ cái cục băng keo này lên, nó vẫn hiển thị là 196 gram, giống như là hồi nãy chúng ta để trên có cái tô vậy. Rồi chúng ta bỏ hàng hóa xuống. Trong một số hoàn cảnh hoặc một số trường hợp như anh chị sử dụng cái cân này để cân tổ yến, cân nhà bếp, cân hạt tiêu mẫu trong nông sản thì chúng ta cứ việc đổ vào đây. Ví dụ như vậy thì nó hiển thị ở đây là 70 gram. Nó không có tính trọng lượng của cái tô nữa mà chỉ tính trọng lượng của tiêu thôi là 70 gram. Rồi sử dụng cái cân điện tử Tanita KD160 đơn giản như vậy đó anh chị ạ. Muốn tắt cân chỉ việc bấm off mà thôi. Rồi nếu mà anh chị không sử dụng cái cân này trong một khoảng thời gian dài thì anh chị nhớ tháo pin tiểu phía sau lưng cái cân ra anh chị ha. Đấy, giúp cái cân nó sẽ bền hơn trong điều kiện sử dụng thực tế. Rồi nếu cần thêm thông tin nào thì anh chị cứ gọi đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 89983, thì cân tự do phát số hỗ trợ nhanh nhất có thể. Cảm ơn anh chị nhiều ạ.